Tấm ảnh này chụp Đại tướng Võ Nguyên Giáp với bộ quân hàm cầu vai mà Đại tướng đã đeo trong vòng 7 năm. Phải mất rất nhiều công lặn lội, sưu tập và tìm kiếm. Nay người ta lại có thể tìm thấy chính bộ quân hàm cầu vai này được trao tặng lại cho một nhà sưu tập trẻ. Trong căn phòng với bốn mặt tường đều treo kín các loại huân chương, huy chương, bằng chứng nhận, kỷ niệm chương qua các thời kỳ của rất nhiều con người, đủ các cấp bậc và ngành nghề. Anh Việt đã bắt đầu sưu tầm huân huy chương từ khi mới 12 tuổi. Và người tạo niềm đam mê ấy chính là bố anh, một cựu chiến binh. Sau hơn 20 năm thu thập thì đến giờ bộ sưu tập huân huy chương của tôi cũng tương đối nhiều. Tôi có hiện nay là hơn 4.000 huân huy chương kỷ niệm chương Việt Nam. Thì nó khoảng hơn 350 loại, hơn 350 tên gọi khác nhau. Từ huân chương sao vàng Hồ Chí Minh độc lập trở xuống tôi cũng đều có. Đây là huân chương Hồ Chí Minh, huân chương độc lập, huân chương hữu nghị, bộ huy chương huân chương 4 chiếc mà Thượng tướng Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã dành tặng cho anh Việt. Những huân chương kháng chiến cấp từ hàng chục năm trước của Thượng tướng Vũ Lập và Bộ trưởng Bộ Công an đầu tiên Trần Quốc Hoàn cũng có mặt trong bộ sưu tập này. Hệ thống huân huy chương dòng cách mạng của chúng ta có thể nói là rất đa dạng. Nếu mà chúng ta đi tìm hiểu sâu vào những cái hệ thống huân huy chương, hệ thống thi đua khen thưởng của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái đất nước của chúng ta nó thăng trầm như thế nào. Chúng ta có thể hiểu được lý lịch, thân thế sự nghiệp của một con người đã từng được tặng thưởng huân huy chương đó. Ở những tấm bằng khen trên tường có 4 huân chương chiến sĩ giải phóng và huân chương chiến công giải phóng của hai người có họ và đệm giống nhau, cùng địa chỉ gia đình. Họ vào nhập ngũ cách nhau một thời gian, cùng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và họ cùng là liệt sĩ. Họ là hai anh em ruột Lý Thái Hồng và Lý Thái Hải. Trong cái thời gian vừa qua học sinh là học về lịch sử hơi quá yếu, chỉ vì nặng về cái nọ nhưng mà lại thiếu những cái giới thiệu cụ thể. Vì vậy đối với con cháu sau này thì tôi cũng muốn rằng chúng nó phải biết một thời kỳ hào hùng, một thời kỳ oanh liệt của cha ông, một thời kỳ đất nước trỗi dậy một sức mạnh vô biên để chiến thắng kẻ thù. Đấy là một những cái kỷ niệm để sống lại một thời. Một thời ấy bây giờ thì nó là quá khứ, nhưng mà những người chiến binh thì không bao giờ quên được. Niềm đam mê sưu tầm huân huy chương, huy hiệu vốn rất kén người. Nó đòi hỏi khoản kinh phí và công sức lớn. Và đặc biệt là lòng say mê lịch sử, lòng biết ơn với hy sinh của bao thế hệ cha ông. Một bộ sưu tập như thế này thực sự là một lớp học sống động về lịch sử cách mạng.